Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ đầu tuần các bạn và Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali. Ngày hôm nay Thuần đã trở lại sau hai ngày vắng mặt các bạn. Thì trước hết Thuần muốn dành một vài phút để hợp lý một số thông tin với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật trong video này. Và các bạn đã thấy là sau lưng của Thuần đã cuối cùng cũng đã có cái ghế sofa, cũng đã có cái background trở lại rồi các bạn. Nhưng mà vẫn chưa có hoàn tất thì uh, coi như bây giờ cũng đã xong một phần lớn rồi uh, thường cũng cần thời gian để mà sắp xếp để có một cái background nó hoàn chỉnh hơn một chút nhưng mà cuối tuần này đã, các bạn đã biết là thường cũng đã vắng mặt khoảng chừng hai ngày uh, và cuối tuần này là một tuần mà đây sôi động luôn các bạn có thể là thị trường không có sôi động nhưng mà đối thuận nó rất là sôi động tại vì thuận lựa ngay cái ngày mà có một cơn bão rất là lớn ở cali các bạn các bạn nhìn thấy trên màn hình rồi bão rất là lớn cali đây thì rất là ít mưa và trong ngày hôm đó nó mưa còn nhiều hơn cả năm luôn các bạn nói chung đó là thường chọn một ngày mà cũng khá là đặc biệt để mà dọn nhà cho nên mọi thứ nó cũng rất hỗn loạn các bạn tại vì thời tiết nó không được tốt nhưng mà cuối cùng thì coi như cũng tạm ổn rồi và Thuận cũng đã quay sơ sơ căn nhà như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình à, đây là cái căn nhà mà thuận đã làm youtube trong vòng khoảng chừng 4 năm qua kênh này đã có là khoảng chừng hơn 6 năm nhưng mà trong 4 tới sáu năm đó đó thuận đã làm youtube ở trong cái căn nhà này và trước đó đó thuận bắt đầu làm youtube là ở trong căn nhà ở tao thuận ốc các bạn cái nhà mà có hồ bơi như vậy các bạn cũng đã nhớ à, và thuận đó, năm nay đã 39 tuổi rồi và thuận bắt đầu mua nhà và bán nhà đó là từ lúc 22 tuổi các bạn đây coi như là cái căn thứ tư thường nó mua rồi đương nhiên à, thường đã bán hai căn kia bây giờ thường chỉ còn giữ có hai căn mà thôi căn hiện đang bây giờ đang ở đó và cái căn kia đó thì à, cuối tuần này thường cũng bận tại vì cũng phải sắp xếp cái thời gian À để có thể là chuẩn bị căn nhà đó để cho mướn tại vì căn nhà đó đó thì thuận mua lúc trước các bạn đã nhớ là 615 trăm ngàn đó chính là năm 2019 và trong vòng chỉ 4 năm thôi các bạn thì căn nhà đó đã đáng giá là khoảng chừng 890 trăm chín đô và đây cũng là một trong những ví dụ mà thuận thường hay chia sẻ với các bạn là tại sao chúng ta không những là chỉ nên tiết kiệm mà còn phải đầu tư chứ nếu như tiết kiệm xong sẽ không có đủ đâu các bạn các bạn đã thấy là giá nhà tăng như thế nào trong vòng chỉ có ba bốn năm thì làm sao các bạn có thể tiết kiệm đủ tiền trong thời gian ngắn gì được ngoại trừ là các bạn phải có đầu tư mà thôi cho nên đầu tư rất là quan trọng thùng đã chia sẻ quan điểm của mình trong nhiều video rồi và thùng không nói riêng về đầu tư crypto chúng ta nói về đầu tư nói chung các bạn thì trong vòng vài ngày tới đây nên thùng cũng vẫn sẽ bận một chút để có thể là tu bổ lại căn nhà đó rồi thùng sẽ dọn dẹp rồi cho người ta mướn và hiện bây giờ đó mướn nhà kali thì đang rất là nóng bỏng các bạn nói chung đó, thì nếu các bạn có một căn nhà cho mướn ở một địa điểm tốt à, giống như là quận cam đó thì các bạn có thể có là ba người nạp đơn để mà mướn nhà là chuyện rất bình thường hiện bây giờ và căn nhà đó đó thường cũng đã kiếm có người mướn rồi và cho mướn với cái giá là khoảng 3.600 đô một tháng và họ sẽ dọn vào trong vòng 10 ngày cho nên thường cũng phải gấp rút để mà tu bổ ra căn nhà đó trước khi mà giao nhà cho người ta đó là lý do tại sao mà thùng bán mặt trong vòng mấy ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường đó, thì các bạn thấy là giá của BTC thì cũng cỡ như cách đây hai ngày khoảng chừng là 26.075 đô các bạn đã thấy được là cái mức giá này là cái mức giá mà chúng ta đã thấy sau khi mà có hàng loạt những cái lệnh lon bị thanh lý rồi sau đó chúng ta đã thấy là nó đã ổn định trở lại thì nói chung đó lý do tại sao mà thường nghĩ giá của BTC xuống thì có nhiều lý do được chia sẻ nhưng mà mà thật ra đến cuối cùng đó là có một ai đó đã bán số lượng Bitcoin cần thiết để mà đẩy giá xuống để có thể thanh lý như đình lon dẫn đến là lệnh lon bị thanh lý hàng loạt rồi sau đó các bạn thấy được là ở mức 26.000 đô đó thì đã không còn hiện tượng long squeeze nữa nghĩa là chúng ta cũng đã ổn định lại ở mức giá này rồi nhưng mà ngược lại đó thì những cái coin thì vẫn đang tiếp tục giảm các bạn và trong vòng 24 giờ qua đây chúng ta vẫn tiếp tục thấy vốn hóa giảm 0.6% bây giờ thì thật ra vốn hóa đó so với cái đây hai ngày cũng Cỡ đó mà thôi nhưng mà trong vòng mấy ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã thấy nhiều o cũng đã giảm xuống chúng ta cũng đã thấy bnb giảm 2.9% trong vòng 24 giờ qua cũng có một số thông tin liên quan tới bnb thì muốn chia sẻ với các bạn chúng ta có xrp giảm 3% và chúng ta cũng có những đập như là Cardano cũng giảm phần trăm tương tự. Nói chung đó thì Bitcoin không có thay đổi nhiều nhưng mà Bitcoin đó thì giảm cũng khá là nhiều đó các bạn. Chúng ta chỉ có một đồng duy nhất tăng trong vòng 24 giờ qua cho một con số coi như là đáng lạc quan đó chính là Robit các bạn tăng 7.3% nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đó thì Robin vẫn giảm 12.5. Nói chung đó thì tình hình cũng không có gì gọi là khá hơn các bạn, vẫn tương tự như là cách đây 2 ngày khi chúng ta bước vào cuối tuần và cả thị crypto các bạn đã thấy là phần lớn là một màu đỏ chứng khoán ngày hôm nay đây thì chỉ số nasdaq cũng đã có một cái sự hồi phục sau khi mà đã giảm liên tục mấy ngày trong tuần rồi các bạn thì chỉ số nasdaq đã tăng trở lại là 1.56% chúng ta thấy là s&p 500 đó thì cũng đã tăng trở lại 0.69 và dow jones thì đã giảm 0.11% và chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì chúng ta thấy là cũng không thay đổi nhiều sau khi mà giảm xuống từ mức 2.000 đô đó thì bây giờ mức là 1.923 đô cho một ounce vàng còn về hợp đồng dầu đó thì giảm nhẹ một chút các bạn nhưng mà vẫn ở mức cao trong vòng khoảng chừng nửa năm qua là 80 đô và 81 cent cho một thùng dầu. Về tình hình kinh tế nói chung đó, thì mọi người vẫn đang quan tâm đến là Fed có thật sự là muốn ngưng tăng lãi suất hay là không trong tuần này đây các bạn đã thấy chúng ta sẽ có một cái hội nghị quan trọng gọi là hội nghị Jackson Hole thì hội nghị này đó sẽ diễn ra vào ngày thứ năm và thứ sáu các bạn nhưng mà chủ tịch John Powell của Fed sẽ có lời phát biểu vào ngày thứ sáu mới đây thôi đây cũng đã một năm rồi các bạn một năm trước đó chúng ta cũng đã nhớ là cũng tại hội nghị này đã khiến cho thị trường toàn một màu đỏ tại vì chủ tịch John Powell đã khẳng định là sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất cái tên một năm và đã khẳng định ở hội nghị Jackson Hole một trong những cái đại hội mà quan trọng đối với lại Fed trong tuần này chúng ta lại sẽ nghe thông tin đến từ hội nghị này một lần nữa là không biết lần này đó chưa được John Powell sẽ nói như thế nào tại vì các bạn đã thấy là cái lời phát biểu của chưa John Powell sau khi mà tăng lãi suất của tháng vừa rồi thì uh, giọng điệu cũng khá là ôn hòa nói là khả năng sẽ không cần tăng nữa tùy theo tình hình nhưng mà ở trong văn bản họp đó thì lại cho thấy là có rất nhiều những quan chức Fed nghĩ là cần phải tiếp tục tăng và có thể là tăng thêm hơn một lần rồi sau đó chúng ta đã thấy là có một số những quan chức nói là có thể là không cần tăng nữa thì thị trường bây giờ đã đang nhận được nhiều cái thông tin hỗn loạn đến từ Fed Thứ sáu này, mọi người đều sợ lắng nghe coi coi cho tịch John Powell một lần nữa có khẳng định là cái đợt tăng tháng 7 đó có khả năng đợt tăng cuối cùng rồi hay là không. Và chúng ta cũng đã thấy là những cái chỉ số như chúng ta nhìn vào chỉ số của công trái phiếu 10 năm đó thì cũng đã tăng. Các bạn đã nhìn thấy đây là biểu đồ trong vòng 5 năm qua thì uh, chỉ số công trái phiếu phần trăm bây giờ đã đang tăng các bạn. Và chúng ta cũng nhìn thấy được là cái phần trăm vay mượn tiền để mà mua nhà đó cũng đang ở mức rất là cao và cao kể từ năm 2000. Các bạn thấy được là đã trở về cái mức là 7.48% Đó là cái mức trung bình cho những ai mà muốn vay mượn nợ 30 năm để mà mua nhà Thì các bạn thấy được là trả về cái mức 2.000 đó thì nhiều người nghe cũng không phải là xa lắm Nhưng mà thật ra các bạn đã biết 2.000 tới bây giờ đó là 23 năm rồi Có nghĩa là có rất nhiều người Bây giờ đó nếu như những bạn nào mà dưới 23 tuổi là trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ thấy lãi suất ở mức cao như thế này. Để các bạn có thể hiểu được là cái sự tăng trưởng lãi suất nó đang nhanh cỡ nào và đương nhiên đối với lại bất động sản nó như thường vừa chia sẻ lý do tại sao mà bây giờ cho mướn nhà thì lại đang rất là nóng tại vì có rất là nhiều người họ không thể mua được nhà tại vì giá nhà lại tăng các bạn chỉ nhà Cali đó cách định cũ không là bao nhiêu hết. Chúng ta đang tính mức trung bình nhưng là giá nhà ở Hoa Kỳ đang tăng rất là nhanh và chúng ta cũng có thể thấy được là lãi suất cũng đang ở à, cái mức cao luôn khiến cho rất nhiều người họ không thể mua được nhà và họ ngược lại phải đi mướn nhà các bạn cho nên có nhà cho mướn bây giờ là một trong những cái thị trường đang rất nóng bỏng và đối với lại những gì mà chúng ta nhận được từ Fed thì ngay bây giờ chúng ta vẫn thấy là cuộc họp kế tiếp của Fed là còn khoảng như một tháng nữa các bạn Đó chính là ngày 20 tháng 9 năm 2023 Thì 85% vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chúng ta sẽ tiếp tục chờ thêm thông tin và hôm nay cũng có rất nhiều những thông tin xôn xao liên quan tới và Buterin các bạn à, đơn, đương nhiên đây liên quan tới Ethereum thì và Buterin đã gửi khoảng chừng là 1 triệu đô la Ethereum đạt khoảng chừng 600 Ether lên trên sàn Coinbase và điều này gây rất nhiều cái sự xôn xao các bạn thứ nhất đó là những bạn nào mà đang lo lắng cái con số này có thể ảnh hưởng đến giá thì đương nhiên không thể được các bạn cái con số này đó thật ra không phải là nhiều khi mà chúng ta so sánh với lại cái volume giao dịch hàng ngày 600 Ether này không thể ảnh hưởng đến giá được Nhưng mà đương nhiên nhiều người lo lắng đó là tại vì cái người mà gửi lên cho sàn Coinbase Đó chính là Vitalik Buterin Nhưng mà các bạn nên biết đó, đây chỉ là một con số trong một ví của Vitalik mà thôi và Vitalik Buterin còn nhiều Ether hơn con số này nữa à, Cho nên con số này đó, thật ra đối với Vitalik cũng không phải là nhiều lắm đâu các bạn và gửi lên Coinbase làm gì nhiều bạn nói là gửi lên để mà bán để mà chi tiêu thì cũng hợp lý thôi các bạn tại vì ai cũng cần tiền để mà chi tiêu có thể là bà Thalic của bạn gái mới hay là bà Thalic muốn mua siêu xe hay là bà Thalic muốn nguyên góp cho đám cháy ở Maui cũng có thể chúng ta không biết nhưng mà chỉ biết là gửi lên Coinbase thì khả năng có thể là bán nhưng mà còn một khả năng khác nữa nhiều người nói là có khi nào bà Thalic gửi lên sàn Coinbase để có thể đưa ra dấu hiệu là sẽ ủng hộ Base Base là mạng lưới tầng 2 của Ethereum được tạo ra bởi Coinbase các bạn thì có phải là bà muốn đưa ra dấu hiệu đó hay không? Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết, chúng ta chỉ biết cái con số này ra nếu như nói tên hưởng đến giá cả thì cũng không thể đâu nhưng mà cũng gây nên cái sự xung xao hiện tại. Chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới Sam Bankman Free thì chúng ta đã biết là Sam Free đó thì đã bị tịch thu cái quyền tại ngoại rồi và bây giờ đó là đang ở trong tù chờ để mà ra tòa các bạn Và ngày ra tòa đó là đầu tháng 10, tôi nhớ là ngày 2 tháng 10 Và sau đó luật sư của Simon Free đó cũng đã nói là cái này không có công bằng Tại vì Simon Free đang đối đầu với rất là nhiều những cái cáo buộc Và có nhiều cáo buộc hình sự Cho nên cần thời gian để có thể tiếp cận với luật sư Để có thể đưa ra một cái biện luận, đưa ra một cái bảo vệ cho mình một cách hợp lý chứ nếu như nhốt trong tù như vậy thì không thể làm gì hết và vì lý do đó đã nói là bây giờ đó thì nên cho mình free tại ngoại 5 ngày một tuần trong tuần hai ngày mà thôi thì cuối cùng nó thẩm phán đã không có duyệt các bạn dựa theo gì mà thường đọc được đó. thẩm phán Kaplan đã cho phép luật sư đem một máy vi tính và đem một cái máy wifi vào tù để mà thăm Sam một ngày duy nhất mà thôi từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 3 giờ chiều và trong cái cuộc họp này đó thì hai bên sẽ trao đổi làm sao à, để có thể biện luận cho mình trước tòa và trước đây đó thì simon free cũng đã đề nghị là tòa án cho luật sư đem vào tổng cộng là bốn cái máy các bạn nhưng mà cuối cùng đó thì cho đem một cái mà thôi à tôi cảm thấy nó cũng có nhiều điều khó hiểu đây tại sao mà simon free đòi hỏi cần phải có bốn cái máy chứ mình đã biết là có nhiều cái sự cáo buộc là simon free là người đứng sau lưng nhiều cái vụ uh, lừa đảo gần đây đương nhiên không có bằng chứng thiết thực các bạn nhưng mà tại sao simon free lại đòi hỏi là đem tới bốn cái máy vào cái cuộc uh, hộp này không biết bốn máy đó là bốn máy gì các bạn thường nên thường nghĩ là một cái máy laptop và một cái máy để mà kết nối wifi là đủ rồi nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới Simon Free chúng ta cũng có cái thông tin đến từ sàn Binance các bạn và đương nhiên tuần nào chúng ta cũng có những thông tin xấu liên quan tới Binance hết và tuần này cũng không ngoại lệ các bạn đã thấy là ở Europe ấy, Nghĩa như là ở châu Âu thì sang Binance À, đã đưa ra một cái thuyết nhưng mà sau đó đã xóa bỏ Thì trong cái thuyết này nói là Những người dùng ở châu Âu đó Thì có thể là sẽ không thể tiếp tục Rút tiền à, thông qua SEPA nữa SEPA đó là một cái công ty Để mà hỗ trợ Fiat Ở châu Âu cho sàn Binance các bạn Có nghĩa là công ty này là Single Euro Payment Area Thì dựa theo cái thuyết này đã, đã bị xóa rồi Thì sàn Binance nói là cái công ty SEPA này đã không tiếp tục hỗ trợ nữa Cho nên những người dùng ở châu Âu đó Thì nếu như mà chưa có rút thì cần phải chờ đợi Đến khi nào mà có thêm một cái dịch vụ hỗ trợ nữa Thì mới có thể rút được nhưng mà nếu như ai không muốn chờ đợi đây thì dựa theo cái bài chia sẻ này thường chứ nói là Twitter tại quen miền các bạn nhưng bài chia sẻ ở trên X này. Nhưng mà nào mà ở châu Âu mà bây giờ không rút được thông qua cái ứng dụng Sepa này thì dựa theo cái thông tin đó, có thể sử dụng peer to peer có nghĩa là bán P2P cho một người khác và đó cũng là một cách để mà có thể là rút tiền được nói chung thì sàn binance các bạn thấy là gần đây đã gặp rất là nhiều những cái chất dở đến từ những cái đối tác hỗ trợ liên quan tới nạp và rút tiền vào trên sàn binance và lại có thêm một cái thông tin nữa các bạn à, chúng ta cũng có rất nhiều những cái tin tức mà bây giờ thường cảm thấy là cũng hơi khó hiểu một chút và cái thông tin này đó là liên quan đến cái số Binance Coin đã bị thanh lý và nhiều người cho là cái mức 220 đô đó là cực kỳ quan trọng đối với lại sàn Binance và có nhiều sự cáo buộc thứ nhất các bạn nên biết đây là những sự cáo buộc mà thôi thì nhiều người cho đó là sàn Binance có nhiều cái điểm tương tự như là sàn FTX họ tự tạo ra một đồng rồi đồng đó đó dùng để mà làm thế chấp rồi sau đó dùng tiền đó để mà làm những chuyện khác cho nên nếu như mà cái số lượng đồng BNB mà bị thanh lý mà thuộc về sàn Binance thì sẽ dẫn đến là sàn Binance sẽ có thể là dùng tiền của khách hàng để mà lắp vào cái chỗ đó. Đương nhiên đây là những cái sự cáo buộc mà thôi. Nhưng mà nhiều người cho là cái mức 220 đô đó, cái mức mà được bảo vệ cho một thời gian dài mấy tháng qua là cái mức rất quan trọng. Tại vì đó là cái mức mà sẽ dẫn đến cái sự thanh lý của một cái số lượng BNB lớn. Và chúng ta đã thấy là ngày hôm nay đó đã có cái thông tin là chúng ta có cái số lượng là 200 triệu BNB đã bị thanh lý Nhưng mà thật ra đó cái thông tin nó không có giống như là những cái tin tức được chia sẻ trên X các bạn Tại vì có rất nhiều chuyển cáo buộc bây giờ Nhưng mà không sẽ chia sẻ nhiều mà thông biết mà thôi Rồi những bài nào mà biết thêm thông tin thì có thể chia sẻ bên dưới Năm 2022 đó thì có một người đã hát cây cầu nói BSC Bridge và họ đã lấy được một số tiền nó không hề nhỏ các bạn tổng cộng họ đã lấy đi là 593 triệu đô la đồng BNB rồi sau đó đó không ngừng ở đây các bạn Cái người mà hacker này đó đã nạp 900.000 đồng BNB Có nghĩa là khoảng 200 triệu đô la Vào trong một cái ứng dụng gọi là Venus Và Venus đó là ứng dụng mà có 598 triệu đang được lưu trữ trong đó Và điều này khiến cho Venus trở thành cái DeFi lớn thứ hai ở trên mạng lưới của Binance Smart Chain và các bạn đã thấy là cái người này đó đã nạp 200 triệu đô la vào Venus để có thể mượn ra 150 triệu stablecoin sau đó đó sang Venus cái này phần này phần thường không có rõ sang Venus họ đã có một sự hợp tác với lại BNB Chain và cái sự hợp tác này đó là lỡ như mà đến gần cái mức bị thanh lý đó thì sàn Binance sẽ hỗ trợ để cái mức thanh lý nó sẽ không có ảnh hưởng nặng đến giá của đồng BNB đó là điều mà chúng hiểu ở đây và cái mức sẽ bị thanh lý đó chính là 220 đô la. Thì khi mà giá đến gần cái mức này đó thì ở bên Venus họ đã công bố là có 52.3 triệu đô la đã bị thanh lý nhưng mà cái sự thanh lý này đó là thanh lý manually có nghĩa là uh, thanh lý thủ công chứ không phải là thanh lý thông qua giao thức để cho giảm thiểu cái rủi ro có nghĩa là các bạn đã thấy là tổng cái số lượng tiền đã được nạp vào Venus là 200 triệu trong đó đó chúng ta có khoảng chừng là 52.3 triệu đô la đã bị thanh lý thì nghĩa là một phần bị thanh lý mà thôi phần còn lại đó thì vẫn đang tiếp tục và chưa bị thanh lý các bạn và có rất nhiều những cái thông tin thường cảm thấy nó không có sự rõ ràng đây nhiều người nói cái số lượng tiền này là thuộc về sàn Binance nhưng mà dựa theo gì mà thùng đọc đó, thì số tiền này không có thuộc về sàn sàn Binance và có nhiều người nói là sàn Binance cũng đã vay mượn rất là nhiều tiền sử dụng đồng BNB cho nên nếu như mà cái số lượng BNB này ở trên Venus mà bị thanh lý sẽ dẫn đến giá sẽ giảm rất là nhanh thì sẽ dẫn đến là cái lệnh của sàn Binance cũng sẽ bị thanh lý luôn nhưng mà thường không có kiếm có bất cứ một cái thông tin xác thực nào cho thấy là sàn Binance thì bây giờ đang có một cái lệnh lớn mà sắp sửa bị thanh lý tại vì họ dùng đồng BNB để mà vay một số tiền lớn thực không kiếm có tài liệu đó nhưng mà nào mà khó thì có thể chia sẻ bên dưới để mọi người có thể hiểu thêm và hôm nay đây là một video ngắn hơn thường lợi các bạn tại vì thường chủ yếu là muốn dành thời gian để mà cập nhật tin tức với các bạn và cập nhật tình hình dọn nhà và tình hình studio với các bạn thì từ từ mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường và thường sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ với các bạn và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Minh Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số như chiều khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.